diễn biến dịch bệnh phức tạp đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy toàn bộ xã hội nhanh chóng tiếp nhận một xu hướng mới, làm việc tại nhà. Không ít người cảm thấy khó khăn khi chuyển đổi từ môi trường công sở quen thuộc sang môi trường làm việc biệt lập tại gia, khó thích nghi với việc dễ mất tập trung, cũng như lúng túng khi thiếu đi sự tương tác với đồng nghiệp trong công việc nhóm. Và để làm việc tại nhà không bạo thì chúng ta cùng tham khảo hai cách bên dưới nhé. 1. Sử dụng những khoảng nghỉ giữa giờ để tăng hiệu suất làm việc. Nếu bạn muốn làm việc hiệu quả hơn, hãy cho bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn. Làm việc liên tục trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi và gia tăng stress. Do đó, hãy xen kẽ những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ từ 10 đến 15 phút. Trong khoảng thời gian đó, hãy đứng dậy và rời xa bàn làm việc để tâm trí được thả lỏng. Khi bạn làm việc ở nhà, bạn có nhiều lựa chọn để thư giãn hơn. Ví dụ như ra ban công hít thở, gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè người thân, làm một ít đồ ăn vặt hay dọn dẹp nhà cửa. Khi đến giờ ăn, hãy ra bàn ăn và ngồi thưởng thức bữa ăn một cách tử tế, tránh ăn uống ngay tại bàn làm việc hoặc vừa ăn vừa tranh thủ làm. Một vài phút tranh thủ không tiết kiệm được cho bạn bao nhiêu thời gian, trái lại chỉ làm gia tăng mệt mỏi và khiến bạn làm việc chậm chạp đi. 2. Hãy nhớ đóng cửa văn phòng của bạn vào cuối ngày. Làm việc tại nhà có nghĩa là ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của bạn trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Nếu bạn không kiểm soát ranh giới này một cách cẩn thận, bạn có thể sẽ bị cuốn vào guồng quay của công việc và đánh mất cuộc sống riêng của mình, đặc biệt khi bạn không thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc sống của bạn sẽ bị bao bọc trong công việc mỗi lúc mọi nơi. Để tránh áp lực làm việc gia tăng trong chính ngôi nhà của mình, bạn hãy tự tạo ra một không gian làm việc riêng biệt trong nhà, một văn phòng của riêng bạn. Lý tưởng nhất là bạn có một phòng làm việc riêng, tách biệt với không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép, bạn có thể sắp xếp một khu vực chỉ dành để làm việc. Đừng đem giấy tờ công việc theo bạn đến bàn ăn hay giường ngủ, nơi bạn đáng lẽ cần nghỉ ngơi. Cũng đừng ngồi làm việc tại phòng khách hay khu vực giải trí, nơi bạn rất dễ phân tâm. Vì không gian làm việc và không gian sống bị gộp chung, hãy đặt ra giới hạn thời gian cho mình để tách bạch giữa cuộc sống với công việc và cuộc sống cá nhân. Khi bạn lên lịch trình, hãy thêm vào đó khoảng thời gian dành cho công việc chăm sóc nhà cửa, giải trí, thư giãn. Hy vọng với hai cách trên, bạn sẽ có những ngày làm việc tại nhà vui vẻ và thoải mái nhé!